Chào các bạn, giáo dục Singapore thì được biết đến như là một hệ thống công nhận trên thế giới về cái chất lượng đào tạo, và khi tôi học tại Singapore thì học sinh có thể nhận được những sự hỗ trợ về tài chính phần là từ nhà nước và chính phủ. Singapore thì thông qua các chương trình học bổng cũng như là cho vay học phí. Và khi đi du học Singapore thì các bạn nên chọn trường nào? Đó là Dương xin giới thiệu cho các bạn thông tin một số trường đạt chứng nhận EduTrust là chứng nhận tự nguyện được đưa ra bởi hội đồng giáo dục tư nhân dành cho các tổ chức giáo dục tư thuộc tại Singapore, có đủ điều kiện để tuyển sinh và giảng dạy sinh viên quốc tế. Thứ nhất phải kể đến đó là Học viện EAC là trường tư duy nhất đưa ra cam kết đảm bảo việc làm tại Singapore sau khi tốt nghiệp và chương trình học bổng hấp dẫn. Học viện EAC thì đào tạo các chuyên ngành như là quản trị du lịch khách sạn, quản trị kinh doanh, tài chính, thương mại, vân vân, với các mức độ học phí ưu đãi. Và bằng cấp thì được các nước danh tiếng như là Anh, Úc, Mỹ cấp và được quốc tế công nhận. Bên cạnh đó thì trường còn có các chương trình học bổng dành cho sinh viên, cho sinh viên quốc tế ở từng thời điểm khác nhau. Trường thứ hai mà Tân Đại Dương muốn giới thiệu với các bạn đó là Học viện Quản lý Nam Gia. Đây là trường nằm ngay trung tâm thành phố Singapore, rất thuận tiện cho việc đi lại. Trường thì chuyên về đào tạo du lịch khách sạn và quản trị kinh doanh, giáo dục trẻ em ở độ tuổi là nhà trẻ. Riêng đối với chương trình du lịch khách sạn thì trường đảm bảo cho sinh viên được thực tập ở tại các khách sạn 4 năm sao tại Singapore với mức lương các bạn được nhận đó là từ 600 đến 1.000 đô la Sing cho một tháng. Thế mạnh của trường đó là chất lượng đào tạo và khả năng làm việc. Khả năng làm việc sau khi ra trường là rất cao. Chương trình học thì được chấp nhận bởi các hiệp hội của các trường đại học danh tiếng trên thế giới và bằng cấp của trường thì có giá trị ngang bằng với các nước trên thế giới. Thứ ba phải kể đến đó là Học viện Quản lý Châu Á Thái Bình Dương. Trường thì được thành lập năm 1989. Trường tự hào là trường kinh tế đầu tiên tại Singapore chuyên đào tạo về cử nhân và thạc sĩ các ngành liên quan về kinh tế và quản trị kinh doanh như là tài chính ngân hàng, quản trị dịch vụ cung ứng và công nghệ thông tin, quản trị tiếp thị. Vào tháng 5 năm 2005 thì trường trở thành một bộ phận của tập đoàn Kaplan, một trong những đơn vị giáo dục lớn nhất thế giới thuộc quyền sở hữu của tạp chí Washington Post. Hiện nay thì trường đang có mặt ở hơn 13 thành phố ở các quốc gia trong khu vực châu Á với các chương trình chất lượng cao và dịch vụ thì hoàn hảo, là học viện giáo dục và đào tạo chuyên nghiệp hàng đầu và được công nhận với những cái dịch vụ tốt nhất và các loại hình đào tạo thì có chất lượng mang tính cách tân. Trường phát triển các chương trình học có chất lượng với các trường đại học danh tiếng trên thế giới, từ đó thì giúp đỡ sinh viên của trường là tạo dựng được một cái nghề nghiệp thành công và phù hợp. Học phí cho chương trình cử nhân thì tương đối và tùy thuộc vào từng chuyên ngành. Ngoài ra thì ở Singapore còn có các trường đạt chất lượng giảng dạy quốc tế như là